tiếng Anh của bên Pháp chỉ có một thôi, nhưng vấn đề này thì đối với cái tiếng Việt chúng ta nó cũng phong phú. Thì trước đây thì thầy nghĩ rằng là nó cũng không có bệnh nhà nước, không có ở Việt Nam mấy, bệnh nhà Tây, bệnh nhà giàu, nhiều người rất là đen, là bây giờ chúng ta cũng giàu lên rồi, chúng ta cũng đánh giống họ. Thì có thể là nó cũng có liên quan đến chuyện là chế độ sinh hoạt của xã hội, rồi công kinh tế lên. Nhưng mà phần nhiều là chúng ta khá lên và chúng ta phát triển được, là chúng ta nghĩ đến được, chúng ta chẩn đoán được. Thì không nhất thiết là vì chúng ta ăn quá nhiều mỡ hải sản hay là những vấn đề khác như là vấn đề của mình bệnh. Thì trước đây thì thầy ở miền Bắc chúng ta gọi là nhồi máu cỏ, còn các thầy ở trong miền Nam gọi là xuyên tắc cỏ. Mà một cái anh đang bố một từ đó. Thì năm từ năm 2006 thì tôi bắt đầu tiếp cận với những cái vấn đề này, cũng là nghiên cứu đầu tiên là tại Bệnh Viện Mai. Tôi đang làm luận văn về một chú, thì đó là luận văn tiến sĩ và đang tiến sĩ, thì tất cả đều thực hiện vào Bệnh Viện Mai, nên là từng ngõ ngách những con đường mà để chẩn đoán này ở tại Bệnh Viện Mai là tôi cũng thuộc từ buổi sáng cũng như đến buổi tối đêm khuya đều cho bệnh nhân từ khoa này khoa khác, và các bệnh nhân diễn biến thế nào thì tôi cũng nắm được. Đó là cái sự khác biệt giữa làm tiến sĩ ở Việt Nam cũng như là tiến sĩ ở nước ngoài. Với tiến sĩ nước ngoài thì ta sẽ chủ yếu làm từ labo và chúng ta làm phòng thí nghiệm. Thì quay lại vấn đề thuật ngữ thì cũng là liên quan đến câu chuyện về đề tài và các hội đồng, thì chúng tôi cũng đề nghị các thầy là có một cái từ nào đó thì các thầy cũng nhất là dùng từ bắt đầu bằng cổ. Thì có mấy lớp thầy ngồi trong hội đồng là người miền Bắc. Đến thời gian gần đây thì các thầy trong hội tim mạch và đề nghị là gọi là xuyên tắc độ bằng cổ tên vào đây, nó đủ dài. Còn miền Nam thì họ vẫn cứ bảo lưu rằng là sẽ gọi là thuyên tắc phổi. Thì thuyên tắc phổi cũng đúng và thấy tác động phổi cũng được. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta thấy nhồi máu phổi thì không được, vì một cái từ nó gọi là pulmonary infarction, là cái infarction tức là nhồi máu thôi. Nhồi máu, và chúng ta thấy rằng nhồi máu não thì đúng, nhồi máu cơ tim thì đúng, nhồi máu mạc treo thì đúng, nhồi máu chân thì nhồi máu tức cái chỗ khác thì đúng, bởi vì có sự là hoại tử tế bào hoặc cái cơ quan tổ chức đó liên quan đến sự thiếu máu và cung cấp máu. Đây là động mạch chức năng ở động mạch mà dinh dưỡng. Thì nhồi máu não là động mạch não, còn nhồi máu cơ tim là động mạch vành. Thì đối với tác động phổi, tác động mạch này ấy, thì nó chỉ đóng góp 10% dinh dưỡng cho nhu mô phổi mà thôi. Và bằng chứng để lại nhồi máu là đối với nhồi máu não thì sau khi nhồi máu xong thì tế bào não nó chết và không hồi phục được. Nhồi máu cơ tim cũng tương tự, nhưng tác động phổi người ta thấy ban đầu là có những cái đám giống kiểu nhồi máu, nhưng mà sau khi hết chữa khỏi thì cái phổi nó chả thấy, người ta không thấy cái nhu mô phổi đã bị chết đâu cả. Vì vậy cái việc mà nhồi máu đó là có vẻ không hợp lý, và người ta gọi là thuyên tắc phổi hoặc là tác động phổi cũng được. Tác động phổi với thuyên tắc phổi thì sao lại thế? Từ thuyên tắc thì nó dùng từ Hán Việt, thuyên có là sự di chuyển, tắc là rõ là tắc, và phổi là tắc tại phổi. Thì người ta ám chỉ đây là cái huyết khối nó sẽ di chuyển từ nơi khác đến và nó gây tắc tại cái động mạch phổi, gây tắc tại phổi thì cũng không nói là đây là thuộc động mạch hay là tĩnh mạch. Thế còn và một điều nữa là người ta thấy 50%, gần 50% trường hợp tác động phổi thì lại thấy được có huyết khối ở tĩnh mạch sâu. Thế vậy là còn 5%, 50% còn lại nó đi đâu? Nó hình thành chỗ khác không hay là hình thành tại chỗ? Thì vậy với câu chuyện mà gọi là tác động mạch phổi là có lý do của nó, bởi vì chúng ta nhìn thấy nó tác tại đúng tại động mạch phổi. Thứ hai là người ta thấy tại động mạch phổi thì sẽ có cái việc mà chúng ta đặt ra vấn đề rất là thời sự, đó là có cần phải tái thông cái mạch đấy không, có thần cần phải tái khung cấp hay không, hay tái một cách từ từ, đúng không? Thì chúng ta đã gọi nào cũng được, sự quen là được, nhưng mà không nên gọi là nhồi máu phổi, gọi thuyên tắc được, gọi tác động mạch phổi cũng được. Thì đây là chúng ta thấy nói qua mà thuật ngữ cũng để chúng ta hiểu rằng là cái sự liên quan giữa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với huyết khối tĩnh mạch sâu, những tác động phổi là liên quan rất là logic với nhau như thế.
Về tình hình tử vong mà liên quan đến tác động phổi thì thế nào? Thì chúng ta biết rằng là trên thế giới thì có nhiều nghiên cứu rồi. Ở Việt Nam chúng ta thì từng hơn 10 năm nay thì cũng có các nghiên cứu, chúng ta cũng nên đề cập đến là cái tỷ lệ chung của tác động phổi là gây tử vong là từ 15 đến 20, 17%. Tức là 100 ca chết có gần 20 ca. Chuyện này là cũng rất là đáng kể. Tất nhiên cái này là người ta nhiều người ta nước ngoài thì người ta có luật mổ tử thi, thế là người ta sẽ phát hiện khá là chính xác. Và đối với những trường hợp mà tác động phổi tử vong, cái nhóm chủ yếu đấy là cái nhóm mà huyết động nó không ổn định. Chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong có những nghiên cứu lên 63%. Tức là 10 người chết có 6 người, 56 người nếu huyết động không ổn định. Và đặc biệt là trong những giờ đầu tiên, trong 1-2 giờ đầu tiên thường là bị chết ngay, thường xuất hiện rất nặng vào những giờ đầu tiên. Tại sao chết thì chúng ta thấy là cái cơ chế còn như thế này rất là rõ ràng về kể về về góc độ huyết động cũng như góc độ về sinh hóa học. Thì ở đây chúng ta thấy khi mà thất phải quá tải do cái động mạch phổi bị tắc, nó không bơm máu lên trên động mạch phổi nữa thì quá tải, nó giãn ra và nó dẫn đến suy thất phải và nó làm căng thành thất phải, rồi nó kèm thêm nó có hoạt hóa cái hệ thống thần kinh hormone, nó gây tăng tiết các mediator, gây viêm cơ tim dạng vô khuẩn, rồi làm tăng cái nhu cầu oxy cơ tim và lại thiếu máu cho thất phải. Có khi oxy không cung cấp đủ, xong lại nhu cầu để tăng lên thì lại thiếu máu một cách tương đối và nó dẫn đến giảm co bóp cơ tim. Giảm co bóp cơ tim thì nó sẽ làm giảm cái cung lượng tim, rồi làm tăng tiền tải của thất trái, làm giảm cung lượng thất trái, làm giảm cung lượng thất trái, và lúc này huyết áp hệ thống của bệnh nhân sẽ bị tụt, tưới máu vành sẽ bị giảm và cung cấp oxy cho thất phải cũng bị giảm, nó sẽ dẫn đến bệnh nhân bị sốc và bệnh nhân tử vong. Đó, cái câu chuyện này nhìn thấy rất là rõ như thế. Thế về mặt cơ chế của thuyên tắc khối tĩnh mạch thì chúng ta đang nói ở đây là cái dạng huyết khối của huyết khối hệ tĩnh mạch. Cùng là huyết khối thôi nhưng có huyết khối về động mạch và huyết khối tĩnh mạch. Chúng ta hiểu bản chất của nó để khi mà chúng ta điều trị, hiểu cơ chế bệnh sinh thì chúng ta cái điều trị nó cũng khác đấy. Khác đối với những huyết khối nằm trong tại động mạch não hoặc động mạch vành hoặc cái động hệ động mạch. Và hình thành huyết khối tĩnh mạch ở trong hệ tĩnh mạch thì được tác giả workshop năm 1856. Ông sinh năm 1856 nhưng ông đưa ra cái là một nhà sinh lý bệnh người Đức thì đã đưa ra cơ chế và sự kết hợp giữa ba cái vòng tròn về cơ chế bệnh sinh, đó là ứ trệ tuần hoàn, tổn thương thành mạch và tình trạng tăng đông. Và những cái bệnh nhân nào càng nhiều cái yếu tố như này kết hợp thì nguy cơ thuyên tắc khối càng cao. Về tác động phổi triệu chứng lâm sàng thì các nghiên cứu nó chỉ ra rằng có rất nhiều các triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực tuận. Tuy nhiên chúng ta có thể kể ra ở đây đó là như là khó thở đấy. Những nghiên cứu chỉ ra rằng 73% cho tác động phổi khó thở. Đau ngược chiều màng phổi tức là hít vào đau 44%, ho thì ho ra máu từ 14 đến 37%. Khó thở khi nên nằm, sưng đau chi dưới, thở khò khè và các triệu chứng ở phổi như thở nhanh, gian ở phổi, triệu chứng ở kiểu viêm phổi, nhịp tim nhanh, tiếng T2 mạnh, sưng đau chi dưới, tĩnh mạch cổ nổi. Đây là những triệu chứng mà gặp. Tuy nhiên, người ta đánh giá rằng những triệu chứng này là không có điển hình. Khi mà bệnh nhân vào cấp cứu mới đầu tiên vào biểu hiện như này, nó giống nhiều thứ lắm. Cái gì nó cũng giống. Và đặc biệt nó giống với cái hệ tim mạch và hệ hô hấp. Thế thì những triệu chứng nhiều như thế người ta không thể căn cứ tất cả triệu chứng để mò đi tìm tất cả triệu chứng để mà khẳng định. Vì có những bệnh nhân có biểu hiện một vài triệu chứng, có nhiều biểu hiện. Cái triệu chứng rất là mờ nhạt và người ta phải đưa vào cái thang điểm. Các thang điểm lâm sàng được được approve, được validate, tức là đó là thang điểm Well, thang điểm Geneva. Thang điểm Well thì từ năm 2000 người ta có lại thang điểm kinh điển và thang điểm cải tiến. Đối với thang điểm kinh điển thì người ta cho các điểm như sau, cho các điểm còn nhiều hơn cơ. Vậy có cả cận lâm sàng vào nữa, nhưng mà thang điểm cải tiến từ năm 2000 ấy, là nó chỉ gồm các thông số về lâm sàng mà thôi. Ở đây chúng ta thấy là các thông số đó là bệnh nhân có tiền sử huyết khối tĩnh mạch sâu hay tắc động mạch phổi trong 1,5 điểm, nhịp tim nhanh trên 100 lần phút, phẫu thuật hay bất động trong vòng 4 tuần,
1,5 điểm ung thư đang tiến triển, ho ra máu, triệu chứng lâm sàng huyết khối tĩnh mạch sâu, ít khả năng bệnh lý khác. Và tất cả những cái điểm này cộng dồn lại thì người ta sẽ phân loại thành 3 mức độ: thấp, trung bình, cao, hoặc là 2 mức độ: nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Không nói chuyện nguy cơ thì dễ, người ta sẽ dễ nhầm khi mà chúng ta phân loại, nó gọi là khả năng cao và khả năng thấp. Và chúng ta thấy bên cạnh đó một cái thang điểm đơn giản hóa, nhưng cái thang điểm này thực sự là chúng tôi cũng chưa dùng, chúng tôi không quen dùng cái thang điểm đơn giản hóa này. Và trên thế giới thì người ta vẫn đang dùng cái cách thang điểm thứ nhất. Có điều thang điểm này chúng ta thấy một cái điểm là triệu chứng ít nghĩ đến khả năng bệnh lý khác. Ở đây ạ, ít nghĩ khả năng chẩn đoán bệnh lý khác, thì có nghĩa là mang tính chất là chủ quan. Người thầy thuốc này yêu quý thì bảo nghĩ nhiều, mà không yêu quý thì bảo nghĩ ít. Người này thích làm, thích giữ bệnh nhân này mân mê thì bảo lại nghĩ nhiều, mà không thì bảo thôi chuyển đi chỗ khác cho khuất mắt thì là nghĩ ít. Và cái trọng số của điểm này rất là lớn, tận 3 điểm cơ. Và 3 điểm này cộng với những phần điểm khác thì nó sẽ đội lên rất là nhiều, làm người ta thay đổi cách nghĩ ngợi. Và kể cả trong lâm sàng thế, chúng ta hãy sức hết sức phe, trong như chơi thể thao vậy, cần phải phe. Thì để hạn chế cái việc mà người này thì phe, người khác không phe, thì người ta mới đưa ra một cái thang điểm lâm sàng nữa, đó là thang điểm Geneva. Và thang điểm Geneva này thì hoàn toàn sử dụng các thông số lâm sàng và không có chuyện là yếu tố chủ quan ở đây. Tức là người ta cũng dựa lâm sàng, đó là tiền sử thuyên thác khối tĩnh mạch, tác động mạch phổi cho 3 điểm. Có nhịp tim, không cần nhịp tim quá nhanh, chỉ cần trên 75 lần đến 94 lần đã được 3 điểm. Và trên 95 lần phút được cho tận 5 điểm. Những bệnh nhân phẫu thuật hay gãy xương trong vòng 1 tháng cho 2 điểm. Ung thư đang tiến triển 2 điểm, ho ra máu 2 điểm. Đau chi dưới một xương, đau chi dưới một bên cho 3 điểm. Đau khi sờ tĩnh mạch dọc đường đi của một bên và có phù để cho 4 điểm. Và tuổi bệnh nhân trên 65 cũng đã cho 1 điểm. Như vậy chúng ta thấy vai trò của tuổi có mặt ở đây. Và cái dấu hiệu nhịp tim được chia ra thành các mức khác nhau, chứ không phải đợi nhịp tim trên 100 lần nữa mới cho. Và tính tổng điểm thì người ta cũng có các mức khác nhau. Nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi thường thích cái sử dụng cái gọi là hai mức độ: khả năng cao và khả năng cao và khả năng thấp là lớn, cái mốc là 6, lớn bằng 6 điểm là cao. Và để chẩn đoán tác động mạch phổi cấp thì người ta không phải là người ta cũng rất là thông thường như chúng ta nghĩ, như chẩn đoán các bệnh thông thường là đầu tiên phải quan tâm đến bệnh nhân còn có sống được với chúng ta bao lâu nữa, để mà chúng ta cho quỹ thời gian, đúng không ạ? Đứng trước mặt chúng ta là một bệnh nhân gần chết rồi mà chúng ta cứ mân mê và chúng ta cứ bài bản thì bệnh nhân sẽ chết. Vậy trong tác động phổi không hơn không kém, không khác những thứ khác. Và nguyên tắc thông thường đó là phải quan tâm đến huyết động của bệnh nhân đầu tiên. Nếu chúng ta vẫn nghi ngờ bệnh nhân bị tác động phổi thì chúng ta đánh giá như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta thấy bệnh nhân là có khả năng bị sốc, bị tụt áp do khả năng do tác động phổi, thì chúng ta phải xem xét ngay là có thể đi chụp động mạch phổi được không để khẳng định việc này. Nhiều trường hợp là không được. Bởi vì sao? Không được bởi vì bệnh nhân nặng quá chuyển không đi được. Cái bệnh viện đấy không có máy CT, hoặc bệnh viện nó có máy CT nhưng nó quá xa, nó xa tít sang bên tận nhà Nhật mà đây phải tận bên tim mạch, đúng không ạ? Rồi thì đi lên gách xuống dốc xuống gành như này. Và lại còn nữa là bệnh nhân người nhà lại còn không có điều kiện, hay là người nhà không được hợp tác lắm, hoặc là chúng ta đang còn e ngại, hoặc trong bệnh phòng đang quá nhiều chuyện vân vân. Thế bệnh nhân nó gọi là không đi được. Và vì những lý do chủ quan và khách quan thì chúng ta nên xem xét làm siêu âm tim cho bệnh nhân. Nếu tìm thấy, cái thứ mà chúng ta cần phải tìm thấy là rối loạn chức năng thất phải. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái thất phải có giãn không, rồi hở van ba lá hay không, áp lực động mạch phổi tăng không, dấu hiệu của mắc Corneal không. Thì nếu bệnh nhân không có những dấu hiệu này thì trong đầu chúng ta hãy nghĩ đến những vấn đề khác. Bởi vì khi bệnh nhân đã sốc tụt áp rồi mà trên siêu âm tim lại không thấy có thất phải giãn gì cả, không thấy có rối loạn chức năng thất phải gì cả, thì trong trường hợp này đừng có nghĩ đến bệnh nhân tăng mạch phổi, hãy tìm những nguyên nhân khác. Còn nhiều thứ nguyên nhân khác lắm, như là bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, sốc nhồi máu cơ tim, rồi các bệnh là sốc mất máu, mất nước ở đâu đó. Ngược lại, nếu bệnh nhân có rối loạn chức năng thất phải thì lúc này chúng ta thấy khả năng rất 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 cao bệnh nhân bị tác động phổi. Thì
chúng ta có đi xử trí ngay không? Có, song song rất nhiều thứ thì chúng ta cũng nên nghĩ đến là phải xử trí ngay. Tuy nhiên là muốn để cho nó chắc tay ấy, thì chúng ta phải một lần nữa là chúng ta nên khẳng định là có thấy được huyết khối trong động mạch phổi tốt nhất, là chúng ta lại xem xét lại là có thể đi chụp CT cho bệnh nhân được không. Nếu bệnh nhân được tất cả những điều kiện thỏa mãn, chúng ta đưa bệnh nhân đi chụp được, được chúng ta cho bệnh nhân đi và chụp có kết quả thì chúng ta sẽ tiến hành những cái bước tiếp theo. Trong trường hợp tôi vẫn đang đi tiếp cái nhánh này, chúng ta không thể đưa bệnh nhân đi được và chúng ta chỉ có mỗi cái việc là siêu âm được thôi, và chúng ta sẽ tìm cái người siêu âm tốt tốt một tí, chúng ta tự tin một tí, chúng ta kết hợp nhiều thông số khác, chúng ta loại trừ những thứ khác, và lúc này đây thì còn mỗi lại cái tác động phổi thì chúng ta có thể xem xét để điều trị cho bệnh nhân như một cái phác đồ tác động phổi bệnh nhân có sốc. Cái phác đồ đó chúng tôi nói phía sau. Còn ngược lại trong trường hợp cái nhánh bên kia, khi bệnh nhân mà có đầy đủ các điều kiện có thể đi chụp được thì chúng ta đi chụp, và nếu có tác động phổi chúng ta điều trị như bệnh nhân có tác động phổi có sốc. Còn nếu không có huyết khối trong động mạch phổi trong trường hợp này, chúng ta loại trừ, vì một khi chúng cũng nguyên nhân tương tự, khi bệnh nhân đã tụt mức huyết áp rồi, đã sốc rồi mà chụp trên động mạch phổi lại không thấy gì, thông thường là khả năng là nguyên nhân khác chứ không phải là do tác động phổi, mà tác động phổi có chăng là một điều kiện hỗ trợ mà thôi. Thế đối với những bệnh nhân mà nghi ngờ tác động phổi nhưng huyết động lại hoàn toàn bình thường, giống người ta vẫn đang ngồi chơi và cảm thấy khó thở vậy, cảm thấy đau ngực, ho ra máu, hoặc trên một điều kiện nào đấy cảm thấy nó không được ổn lắm, tuy nhiên bệnh nhân vẫn không có sốc, không có tụt huyết áp, chúng ta nhìn thấy bệnh nhân chưa thấy có chuyện gì chết trước mắt chúng ta cả, thì trong trường hợp này chúng ta có thời gian mân mê và chúng ta gọi là có thể đánh giá về mặt lâm sàng. Lúc này đây là đánh giá bằng thang điểm lâm sàng, đó là thang điểm OL sang điểm Geneva. Nếu như trường hợp bệnh nhân mà thang điểm lâm sàng thấp thấp thì chúng ta cầu cứu đến ông Dedime. Ông Dedime sẽ được làm trong hoàn cảnh này rất là hữu nghiệm, hiệu quả. Nếu ông Dedime âm tính, loại trừ đã nguy lâm sàng đã khả năng thấp mà lại còn Dedime lại âm tính thì người ta cho phép loại trừ, và người ta thấy rằng cái nhóm này theo dõi dọc 3 tháng không làm gì, không điều trị gì thì cái tỷ lệ tác động phổi xuất hiện nó chỉ dưới 3%. Nếu như Dedime dương tính thì trong trường hợp này chúng ta theo Hội Tim mạch Việt Nam thêm một cái phần này là chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm siêu âm Doppler tĩnh mạch sâu chỉ dưới, xem bệnh nhân có thấy huyết khối không. Nếu có huyết khối thì cũng không cần chụp CT nữa, và một cái thằng tác động phổi nhẹ nhẹ cộng với huyết khối lồ lộ ở chân thì điều trị như huyết khối tĩnh mạch sâu chỉ dưới. Ok, như vậy là tôi thấy Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam đã đưa một cái này cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, nó phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta. Tuy nhiên ở Hội Tim mạch châu Âu thì người ta không có cái món đưa vào siêu âm tĩnh mạch sâu chỉ dưới này đâu, và chúng ta thấy là điều kiện của chúng ta, tuy nhiên là chúng ta cần phải đào tạo nhiều người để có thể làm siêu âm tĩnh mạch sâu được, thì cái này sẽ đáp ứng được. Và nếu như không có huyết khối tĩnh mạch sâu thì có nghĩa là rằng chúng ta biết rằng chỉ có dưới 50% bệnh nhân tác động phổi mà lại thấy có huyết khối tĩnh mạch sâu, vì vậy chúng ta không thể loại trừ người ta bị tác động phổi được và vẫn phải chụp SCT động mạch phổi, và trong trường hợp này nếu có thì điều trị mà không có cũng loại trừ. Và trong cái nhánh bên kia, nếu như bệnh nhân có thang điểm lâm sàng mà cao thì ngay lập tức Hội Tim mạch Việt Nam khuyên chúng ta là nên siêu âm tĩnh mạch sâu chi dưới luôn, vì nếu có huyết khối điều trị luôn và lúc nào buồn buồn đẩy bệnh nhân đi chụp CT sau, còn nếu không có huyết khối tĩnh mạch sâu phải đẩy bệnh nhân đi chụp CT luôn, và không có tác động phổi thì loại trừ và có huyết khối thì chẩn đoán xác định. Như vậy chúng ta thấy xem cái phác đồ này, cái phác đồ dành cho bệnh nhân mà tác động phổi mà có huyết động ổn định, có vẻ chúng ta có nhiều thời gian nên chúng ta có nhiều giấy nên vẽ vòi thoải mái làm rất nhiều thứ, như đánh giá lâm sàng này, rồi đợi Dedime tí này, rồi thêm cái siêu âm tĩnh mạch sâu chi dưới, rồi thủng thẳng với đi chụp MSCT động mạch phổi. Như vậy là chúng ta có quá nhiều thời gian trong trường hợp này, và khi đã chẩn đoán xác định được rồi ấy, thì Hội Tim mạch châu Âu cũng như Hội Tim mạch Việt Nam mà khuyên chúng ta là nên đánh giá thêm cái thang điểm gọi là thang điểm PERCY trên lâm sàng, gọi là Pulmonary Embolism Severity Index, là chỉ số nặng trong tác động phổi, gọi là PERCY, hoặc là PERCY hoặc sPERCY.
Nhưng mà ngày chúng tôi thì thường dùng là SPC. Chúng tôi làm một cái nghiên cứu để so sánh hai thang điểm này ở trước khi cái hội tim mạch châu người ta còn đưa ra khuyến cáo cơ. Thì nhưng mà chỉ tội là đây là để nghiên cứu Việt Nam, không hồi đó chưa có phong trào đăng báo quốc tế lắm, nhưng chúng tôi thấy là cũng tốt. Thì thang điểm này dành cho bệnh nhân đã được chẩn đoán tác động mạch phổi và đánh giá xem là cái nguy cơ người ta tử vong trên lâm sàng ra làm sao. Thì tuổi trên 80 cho điểm, giới nam không tính, ung thư cho 1 điểm, suy tim mạn cho 1 điểm, bệnh phổi mạn tính cho 1/1, mạch trên 110 lần phút cho 1, huyết áp tối đa dưới 90 cho 1, và bão hòa oxy SpO2 dưới 90% cho 1. Chúng ta thấy và khi cho điểm thì nếu bệnh nhân nào nó được có 0 điểm thì thôi, nguy cơ tử vong thấp, và bệnh nhân nào cứ 1 điểm trở lên là nguy cơ tử vong cao. Cái phần này thì có vẻ rất là dễ nhớ. Và từ đây, bên cạnh cái thang điểm lâm sàng như thế thì Hội Tim mạch châu Âu cũng khuyến cáo là chúng ta nên đánh giá bệnh nhân chức năng thất phải trên siêu âm tim hoặc trên hình ảnh học nói chung. Có nghĩa là người ta có thể đánh trên giá trên CT được. Khi CT bệnh nhân có một cái thất phải giãn thất trái, tỷ lệ thất phải trên thất trái thời kỳ tâm trương lớn hơn 1, người ta được xem đó là một giãn thất phải, và ứ huyết ở tĩnh mạch chủ dưới, ở tĩnh mạch chủ dưới ở gần gan ấy, người ta sẽ chụp lên, người ta sẽ thấy thuốc nó đọng tại vị trí đấy. Một mặt bình thường thì tim nhận máu về tốt thì không bao giờ có chuyện ứ thuốc, tức là tiêm vào tĩnh mạch ở cánh tay, nhưng thuốc thì thường thường nó vào tim luôn, nhưng trong trường hợp này lại đi xuống tận cái tĩnh mạch chủ dưới, tức là tĩnh mạch về phía dưới gan đó. Như trong trường hợp này có nghĩa là nó không về tim được, có nghĩa là trong trường hợp này có tăng gánh thất phải, và chưa kể cái chuyện là làm siêu âm tim người ta đánh giá cái này còn rõ hơn. Và bên cạnh đó có troponin T, proBNP cũng được tính, nhưng mà men tim kết hợp với rằng bệnh nhân có tụt huyết áp hay không, rằng bệnh nhân điểm PSI có cao hay không, kết hợp với rối loạn chức năng thất phải và siêu và làm men tim, thì người ta sẽ phân nhóm các bệnh nhân tác động phổi thành những nhóm có nguy cơ tử vong sớm như thế nào. Thì nhóm mà có tất cả cái dấu hiệu trên, đặc biệt đầu tiên chúng ta quan tâm có sốc, có tụt huyết áp, thường nó phải có những thứ dấu hiệu sau. Thì tất cả những dấu hiệu trên có thì bệnh nhân nguy cơ tử vong rất cao, nguy cơ tử vong cao. Cái nhóm mà không có cái dấu hiệu gì cả, chả tụt huyết áp, PSI thì âm tính, cũng không có rối loạn gì chức năng thất phải, cũng không có thay đổi men tim, cái nhóm này được gọi là nguy cơ tử vong thấp, à thấp. Còn cái nhóm ở giữa về là nhiều câu chuyện, đó là huyết động thì ổn định, tuy nhiên điểm PSI thì lại lại cao. Và đối với cái nhóm có nhóm thì có cái này tăng cái kia không tăng, nhưng có này thay đổi kia không thay đổi, nhưng có nhóm cả rối loạn chức năng thất phải và cả các men tim đều tăng. Trong trường hợp này người ta phân dựa vào đây và người ta phân ra làm nhóm trung bình thành hai nhóm là nhóm trung bình cao và nhóm trung bình thấp. Chúng ta hình dung là đây là một câu chuyện của cái phác đồ, của một cái sơ đồ liên quan đến tỷ lệ tử vong lúc nãy. Có một cái điểm uốn nào đó mà nó chuyển tỷ lệ tử vong của bệnh nhân rất cao xuống tỷ lệ nhau thấp hơn, và tỷ lệ vào trong thấp xuống đến rất thấp, thì người ta đang cố gắng tìm thấy một cái điểm uốn nào đó mà khi tác động phổi bệnh nhân có nguy cơ tử vong, thì bây giờ người ta đang tiếp cận theo cách như thế, và người ta thấy rằng chính là cái nhóm nguy cơ tử vong trung bình cao này khi bệnh nhân huyết động vẫn ổn định, tuy nhiên lâm sàng đã thấy nặng nặng và các dấu hiệu cận lâm sàng đã thấy thay đổi. Điều trị tác động phổi thế nào? Chúng ta đi vào phần chính. Thì đây là cái phác đồ tôi sẽ đi qua rất nhanh vì chúng ta sẽ tập trung để nhớ để tí nữa chúng ta áp dụng vào những câu hỏi lâm sàng. Khi bệnh nhân bị sốc, bị tụt áp, chúng ta chẩn đoán bệnh nhân tác động phổi dựa theo cái phác đồ mà có sốc tụt áp với vai trò của siêu âm tim rất cao. Bệnh nhân này khẳng định là tác động phổi thì sẽ được tái tưới máu phổi ngay. Tái tưới máu phổi ngay, người ta gọi là pulmonary reperfusion. Cái từ này cũng giống như là tái tưới máu não hoặc tưới máu cơ tim vậy. Còn nhóm cái bệnh nhân mà không có sốc hô tụt áp, chúng ta tuần tự theo phác đồ chẩn đoán cầu nhóm này, và nhóm này chúng ta phải đánh giá điểm PSI và điểm PSI. Nếu như PSI mà thấp là cái PSI mà SPSI bằng 0 này, thì đây là nhóm mà tác động phổi nhưng nguy cơ thấp thôi, tử vong không cao, và cái nhóm này không chết đâu mà lo, là chúng ta cho chống đông là bệnh nhân ok. Và nhóm này mới đây có một cái nghiên cứu ở châu Âu và đưa ra, tôi sẽ cập nhật hôm nay là năm 2019, đã đưa ra nghiên cứu và chúng ta có quyền
sử dụng cái này trong cái phác đồ này, đó là cho bệnh nhân ra viện sớm và thường trong vòng 2 ngày đã cho bệnh nhân ra rồi. Và cái nhóm còn lại mà chúng ta quan tâm và nhóm người này là cần phải làm sáng tỏ, đó là nhóm nguy cơ trung bình, thì chúng ta phải làm thêm chức năng siêu âm tim, làm chức năng thất phải là siêu âm tim hoặc là CT men tim để chúng ta phân nó ra là nguy cơ trung bình thấp, thì nhóm này chúng ta cho nhập viện là dùng thuốc chống đông bình thường. Nhóm nguy cơ trung bình cao chúng ta phải cho chống đông, chúng ta theo dõi, và nếu bệnh nhân có chuyển biến xấu hơn thì chúng ta phải tái tưới máu cứu vãn, trong trường hợp này nó gọi là rescue pulmonary reperfusion. Và việc dùng thuốc chống đông kinh nghiệm thì đây là một câu hỏi mà khi nào cho bệnh nhân thuốc chống đông, tức bệnh nhân là phải chờ du rú chờ đây để chờ CT, liệu chúng ta có mạnh dạn cho thuốc chống đông hay không, thì khuyến cáo của người ta như sau. Nếu như các thang điểm lâm sàng nghi ngờ mà cao thì chúng ta cho thuốc chống đông luôn và chúng ta tiếp tục làm những cái thăm dò tiếp. Nếu nguy cơ lâm sàng mà trung bình, nghi cơ khả năng mà trung bình, thì chúng ta sẽ đánh giá xem là bệnh nhân này liệu có được cái kết quả chẩn đoán khẳng định là tác động phổi không trong vòng 4 giờ. Thì nếu như khẳng định trong vòng 4 giờ được, ở đây nó là có dài hơn 4 giờ hay không, như nói là như thế, có dài hơn 4 giờ không, nếu mà phải chờ đợi dài 4 giờ thì chúng ta nên cho chống đông cho bệnh nhân. Nếu còn trong vòng 4 giờ chúng ta làm được, chúng ta làm được thì chúng ta có thể chờ đợi, chưa cần dùng chống đông vội, và chúng ta cho đi làm chẩn đoán xác định trước. Trong trường hợp nguy cơ lâm sàng mà thấp cũng tương tự như thế, nhưng với thời gian cho phép chúng ta chờ đợi 24 giờ. Trong vòng 24 giờ tới bệnh nhân liệu có chẩn đoán xác định được không? Nếu bệnh nhân không chẩn đoán xác định được, hay nó rơi vào cái nhóm gọi là IS này, thì chúng ta nên cho chống đông cho bệnh nhân. Còn nếu trong vòng 24 giờ tới có thể làm chẩn đoán xác định được thì cho phép chúng ta đợi, và khi nào chẩn đoán xác định được chúng ta cho, nhưng mà trong vòng 24 giờ. Chúng ta lựa chọn chống đông nào thì Hội Tim Mạch Châu khuyến cáo như thế này, và đây là Hội Tim Mạch Việt Nam nữa, và heparin không phân đoạn thì dành khuyến cáo cho bệnh nhân mà tác động phổi có nguy cơ cao, tức là có sốc, có tụt áp, thì chúng ta dùng heparin không phân đoạn rồi truyền liên tục đấy. Đối với những bệnh nhân tác động phổi cấp mà có huyết động ổn định thì chúng ta nên cho sớm bệnh nhân thuốc chống đông theo đường tiêm. Khi bệnh nhân có khả năng tác động phổi mức độ trung bình và trong khi chờ chẩn đoán xác định, đây khuyến cáo 1C. Heparin trọng lượng phân tử thấp nên nên ưu tiên điều trị cho các bệnh nhân tác động mạch phổi chẩn đoán xác định rồi nhưng có huyết động ổn định, khuyến cáo 1A. Kháng nguyên ca đường uống với INR từ 2 đến 3 được khuyến cáo điều trị cho bệnh nhân tăng phổi cấp phối hợp với thuốc chống đông đường tiêm trong 5 ngày đầu, ít nhất 5 ngày đầu. 1B. Các thuốc chống đông thế hệ mới, bây giờ không gọi là mới nữa mà gọi là đâu đâu ếch, thì những thuốc chống đông này đều dùng được cả, có cái là thuốc này thì tiện, thuốc khác không tiện, thuốc này có mặt thị trường, thuốc khác không có, thì đều được khuyến cáo mức độ 1B. Thuốc chống đông đường thuộc đâu ếch này không được dùng cho bệnh nhân suy thận, nhưng bây giờ người ta có thể chọn lọc một số đối tượng. Tái thông mạch phổi thì sao? Tái thông phổi thì Hội Tim Mạch Châu khuyến cáo rằng thuốc tiêu sợi huyết được khuyến cáo điều trị cho mọi bệnh nhân tắc nghẽn phổi cấp tốc có sốc, có tụt huyết áp, khuyến cáo mức độ 1B. Phẫu thuật lấy huyết khối nếu như bệnh nhân chống chỉ định thuốc tiêu sợi huyết thứ hai, hoặc bệnh nhân điều trị thuốc tiêu sợi huyết nhưng thất bại, mật C. Can thiệp lấy huyết khối bằng ống thông được cân nhắc thay thế cho phẫu thuật lấy huyết khối cho bệnh nhân nếu như chống chỉ định tiêu sợi huyết và hoặc là điều trị tiêu sợi huyết thất bại, có nghĩa là hai cái anh chàng này nó độc lập với cái anh tiêu sợi huyết và nó được xem xét đến khi mà tiêu sợi huyết chống chỉ định hoặc là bị thất bại. Chúng ta sẽ xem đối với Mỹ thì thế nào. Đối với Mỹ thì đó là châu Âu, còn đây là Mỹ, thì người tác động phổi cấp tụt huyết áp có sốc có thể mổ lấy huyết khối hơn là không làm gì can thiệp gì nếu bệnh nhân có chống chỉ định với tiêu sợi huyết, thất bại với thuốc tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối qua catheter. Như vậy chúng ta thấy ở Mỹ người ta ưu tiên lấy huyết khối catheter trước cái anh phẫu thuật, và sốc có thể gây tử vong trước khi tiêu sợi huyết có tác dụng đấy. Như vậy là, và nhưng mà cứ lưu ý trong phẫu thuật là người ta chỉ dành cho những trường hợp huyết khối thân trung có nhánh chính lớn
và nơi có phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và trang thiết bị cần thiết. Đó. Đối với huyết động ổn định thì chúng ta đã nói rồi, thuốc tiêu huyết không không dành cho huyết động ổn định một cách trực tiếp, mà người ta dành cho những trường hợp tác động phổi mức độ nặng, mức độ là trung bình cao, và sau đó người ta theo dõi thấy có vấn đề rối loạn huyết động xấu hơn thì người ta xem xét. Và đối với thuốc tiêu huyết thì người ta có một số thuốc chúng ta sẽ được đề cập sau đây, đó là TPA. TPA là một cái thuốc người ta bào chế ra, nó giống như cái thuốc PA, nó gọi là giống ATPA. ATPA là do bào chế, còn TPA là viết tắt thôi. TPA là cái plasminogen activator tissue. Thế cái này là cái tự nhiên trong cơ thể chúng ta là có, trong cái giai đoạn mà tan cục máu đông thì cái TPA này xuất hiện và nó tan cục máu đông một cách tự nhiên, sau khoảng 3-4 giờ cục máu đông hình thành. Và bây giờ người ta biết được như thế và người ta sản xuất cái nhà ná gọi là ATPA, recombinant tissue plasminogen activator. Thì FDA công nhận TPA 100mg dùng truyền cho bệnh nhân tác động phổi có chỉ định như trên trong vòng 2 giờ. Ngoài ra có thể dùng cetokinase hoặc là urokinase. Ở Việt Nam chúng tôi thì chúng ta thì lần đầu tiên tôi dùng cho bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai là tôi dùng urokinase. Thì cái hồi đấy chưa có TPA và cái bệnh nhân đấy thì chết mất vì cũng bị chảy máu. Chết mất chảy máu. Tất nhiên nó câu chuyện quanh bệnh nhân thì nó nhiều lắm và lâm sàng nó phong phú, chúng ta không thể để nói hơn được nữa. Và đối với hội tim mạch châu Âu thì người ta cũng khuyến cáo ba thuốc này. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là cái phác đồ của hội tim mạch châu Âu lại có thêm một cái dòng thứ hai đối với ATPA. Đó là ngoài phác đồ 100mg truyền trong vòng 2 giờ, người có thêm phác đồ liều nhanh, phác đồ nhanh liều thấp 0,6mg/kg trong vòng 15 phút, tối đa là 50mg. Và chúng tôi đã lợi dụng điểm này để làm nghiên cứu của mình và có khoảng 100 bệnh nhân ở Việt Nam này, ở miền Bắc cũng như Việt Nam. Và cái số bệnh nhân chúng tôi nhiều nhất là tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và nhiều một số bệnh viện trong phía Nam như là bệnh viện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng cái phác đồ của chúng tôi. Và chúng tôi cũng kết hợp với nhiều cái bệnh viện, có cả Bệnh Tim Hà Nội rồi Sanh Pôn rồi cả bệnh trong Đà Nẵng nữa, ở Bạch Mai tất nhiên, để có một cái bài báo cáo nó trọn vẹn. Thì chúng tôi sử dụng phác đồ này cho anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem những ca lâm sàng phía sau chúng tôi sẽ nói. Thì giữa liều cao và liều thấp như nào thì cũng có nhiều nghiên cứu cũng đưa ra, mới đây cũng có cái chuyện là bàn cãi rằng là liều cao thì anh dùng thì nó tiêu huyết khối nhanh hơn, nhưng mà liều thấp thì tiêu huyết khối chậm hơn nhưng lại an toàn hơn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn như nào cho nó hợp lý. Thì trước mắt là chúng tôi vẫn đang dùng liều thấp, chúng tôi vẫn thấy ổn, chưa thấy vấn đề gì đặc biệt. Thuốc tiêu huyết, nếu nhiều anh chị cứ nói rằng thuốc tiêu huyết trong nhồi máu não rất là cấp bách, não là vàng, trong nhồi máu cơ tim cũng thế, cũng phải làm thật nhanh, chỉ dành cho những trường hợp nào mà đến thời gian mà đến được cái nơi mà có phòng can thiệp trên 3 giờ thì bắt đầu người ta xem xét phải tiêu huyết tại chỗ cho bệnh nhân. Còn nếu nói chung là người ta can thiệp thì đầu cho bệnh nhân tốt hơn. Ấy vậy mà trong tại Bệnh viện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có 200 ca. Anh hồi đó là bác sĩ Thịnh đàn anh của chúng tôi học nội trú ngoài Bạch Mai này, ở Đại học Y Hà Nội này. Thì anh vào đấy anh thấy là Bệnh viện Thủ Đức chạy lên Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì rất lâu, có nhiều vào thời điểm là tắc đường. Thì anh cho thuốc tiêu huyết cho bệnh nhân. Thì 100 ca anh làm thì có 2 ca không thông được mạch vành. Tất nhiên là chụp xong phát phải đưa lên Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để chụp lại mạch vành. Thì 100 ca thì anh thấy có 2 ca chụp lên nó vẫn còn tắc. Thì sau khi tiêu huyết có tại 98 ca đã được thông. Và lên cái bác ở trên không còn việc gì làm nữa. Thấy hơi hẹp hẹp thì đặt stent, mà nếu không thì thôi. Như vậy là chúng ta thấy là mà không ca nào chảy máu. Cái câu chuyện cũng nghĩ là kinh ngạc, nhưng mà cũng chẳng có gì kinh ngạc cả. Về chúng ta ở đây sẵn máy chụp mạch vành thì thế thôi. Còn đồng bào miền núi của chúng ta làm sao? Và những cái nơi hải đảo, những cái nơi mà không thể tiếp cận với can thiệp mạch vành với một cái việc rất là rẻ, một cái thủ thuật là rẻ hơn thì nó có tốt không? Hơn nữa là khi mà tôi làm bệnh thuê cho bệnh viện Bãi Cháy, tôi có thấy ở dưới Bãi Cháy có bệnh nhân người Úc
người ta đi du lịch ở Vịnh Hạ Long, à, đi một đoàn thì người ta có cả bác sĩ đi theo, ông bác sĩ đấy làm cả máy điện tim đi theo và cảm làm luôn troponin tay cầm tay đi theo, và có một nhân đau ngực ông làm thấy S, điện tim ST chênh lên và troponin T tăng, và ông cho tiêu xuyết luôn trên tàu. Nhân viên tàu tròn mắt thì không biết ông làm cái gì đây, một lúc đến chụp ở bệnh viện bãi cháy chả còn cái gì mà ST cũng chả chênh nữa đấy. Nhưng câu chuyện là nó như là cái chuyện bình thường ấy mà, cân đường hộp sữa ấy mà. Thì nó là rất quan trọng như thế, thì quan trọng như này thì đối với động mạch phổi thì có đến mức kinh khủng thế không, có mức phải là thế, thì người ta thấy rằng là đối với tác động phổi thì đối với tác động phổi thì dùng thuốc thượng huyết ở đây không phải là nhằm mục đích là để tiêu nhanh huyết khối, để làm tan được và giải phóng được cái việc như là động mạch vành và đối với hai động mạch não. Và đối với phổi đây là người ta quan tâm đến là anh khơi thông cái dòng chảy để làm giảm gánh nặng cho thất phải, và câu chuyện là người ta chỉ cần tạo một cái dòng chảy, và giống như cái thầy Khải ấy nói là cái huyết khối trong động mạch phổi nó salami, nó cứ hình thành nó vòng tròn tăng dần như này. Thì cái chuyện mới hình thành nhất là nằm ở ngoài, và nó tiêu xuất khi cho vào thì nó sẽ tiêu cái vòng ngoài, tạo một cái khe để cho máu đi qua, thế là ổn, thế là bệnh nhân có thể có được huyết động. Và chính vì lẽ đó mà người ta nói rằng trong những trường hợp bệnh nhân mà khởi onset ấy, thời điểm xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của tác động phổi trong vòng 36 giờ đầu thì khả năng cải thiện rất tốt, rất nhanh, và ưu điểm nhất là 48 giờ. Nhưng cá biệt còn có những trường hợp biểu hiện lâm sàng đến tận 14 ngày rồi mà bây giờ nặng lên, bây giờ có sốc, người ta cũng lôi ra, người ta tiêu xuất huyết, mình không còn cách nào khác thì người ta thấy vẫn tốt. Và cái cách này thì chúng tôi cũng cũng dùng thấy vài ca như thế thì quả nhiên là cũng tốt. Tuy nhiên là cái thời gian để bệnh nhân giảm đi các triệu chứng cơ năng nó sẽ lâu hơn những bệnh nhân khác. Tuy nhiên để cứu được huyết động thì có thể làm giải quyết được ngay. Đó. Chính vì đó là người ta không thể gọi là cái tiêu xuất huyết này có vai trò giống như trong các bệnh khác nhau được, mà đối với tăng động phổi thì nó sẽ chỉ định nó về mặt thời gian nó sẽ rộng rãi hơn và chúng ta có thời gian hơn để làm một cái gì đó. Thế siêu âm tim có chẩn đoán có giúp để chẩn đoán hướng dẫn trong điều trị cho bệnh nhân tăng phổi cấp, huyết động không, huyết động không ổn định hay không, thì lúc nãy chúng ta đã xem cho phác đồ rồi, thì bây giờ chúng ta đi theo các ca lâm sàng để cho ấn tượng hơn, dễ nhớ hơn và chúng ta thấy cũng đỡ buồn ngủ hơn. Thì một bệnh nhân nữ 82 tuổi cắt túi mật nội soi, bệnh nhân đột ngột khó thở và trụy mạch ở ngày thứ tư. Ở ngày thứ tư thì chúng tôi đi hội chẩn ở đây bệnh viện Đông y, thì tôi nghĩ đến bệnh nhân tăng bệnh phổi và chúng tôi làm nhiều động tác để hướng tới về chẩn đoán cũng như về điều trị. Nhưng trước mắt thì chúng tôi sẽ nâng huyết áp cho bệnh nhân. Bệnh nhân xuống khoa thì có rối loạn nhân tăng thất phải, có tăng áp lực động mạch phổi, bệnh nhân có tăng bNP, troponin T cũng tăng. Nếu như ngày xưa thì người ta nghĩ rằng đây bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Và pH máu thì rất là thấp, pH 7,1. Bệnh nhân phải dùng rất nhiều thuốc để nâng được huyết áp cho bệnh nhân. Huyết áp bệnh nhân được 70. Chúng tôi đã quyết định dùng tiêu xuất huyết rồi. Nhưng mà tôi không nói ở đây nữa, thì tôi hỏi các anh chị. Bây giờ bệnh nhân này khi chưa chẩn đoán được tác động phổi thì chúng ta có cho chống đông cho bệnh nhân hay không? Và cho thì cần cái điều kiện gì? Tinh thần xung phong giơ tay nhé, vì đây là đến cái giai đoạn là dựa vào tình huống rồi, dựa vào tôi thay đổi cách tiếp cận để cho chúng ta chủ động hơn. Anh chị giơ tay, tôi thích giơ tay và không không đánh giá giỏi dốt, không đánh giá điểm chắc, không không nói gì cả. Anh chị giơ tay phát. Giơ tay, giơ tay. Nào, bệnh nhân này có khi chưa cho bệnh nhân đi chụp được thì anh chị có dùng chống đông cho bệnh nhân không? Ok,
rồi khi mà không giơ tay là tôi đi qua ấy, chỉ có thiệt thôi đấy, hoàn toàn là tinh thần xung phong. Và tôi cũng thấy rồi, chúng ta nếu mà giơ tay phát biểu ý kiến là chúng ta sẽ nhớ hơn bản thân là cho chúng ta, còn cho các bạn chỉ ít thôi. Thì việc chúng ta dùng thuốc chống đông như nào thì chúng ta lại quay lại cái kiến thức lúc nãy là dùng chống đông kinh nghiệm thế nào, thì chúng ta phải đánh giá nguy cơ tắc nghẽn phổi của bệnh nhân này như thế nào. Đó, thì chúng ta quay lại chúng ta tính điểm đó. Thế chúng ta tính điểm bệnh nhân này, thôi tính điểm là well đi cho dễ nhớ đi. Thì bệnh nhân này đột ngột khó thở và trụy mạch sau mổ ngày thứ tư. Rồi, nhịp tim thì rất là nhanh. Đó, thì chúng ta tôi tung cung thấp dữ kiện nữa là tôi thường thấy bệnh nhân nhợt nhạt nhưng mà thăm trực tràng cũng không thấy phân đen. Rồi có ngó ngó siêu âm tại giường hoặc các dẫn lưu không thấy chảy máu. Cái khả năng mà mất máu của bệnh nhân rất thấp. Không cao, rất thấp. Rồi. Chân thì không thấy sưng một bên gì cả. Nhưng có dấu hiệu suy thính phải. Đó, tất cả những dấu hiệu như thế thì chúng ta cho những điểm gì? Một, bệnh nhân có nhịp tim nhanh đúng không ạ? Nhịp tim nhanh trên 100 lần phút. Hai, bệnh nhân có sau mổ. Ba là tìm nguyên nhân khác rồi mà không thấy. Tôi nghĩ đến nhiều lắm. Ok. Như vậy là có nhiều điểm như thế. Tất nhiên trong bệnh nhân bị sốc tụt áp, người ta không nghĩ đến chuyện trong đầu thì còn không nhất thiết phải ghi trong bệnh án. Nhưng là khả năng rất là cao rồi. Thế thì đương nhiên trong nguy cơ cao là người ta cho luôn thuốc chống đông rồi. Nhưng mà điều thứ hai người ta phải quan tâm đến là gì? Khả năng chảy máu của bệnh nhân như nào. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sau mổ đang một cái dẫn lưu. Chúng ta phải xem cái công thức máu gần nhất, tiểu cầu thế nào. Chúng ta phải xem cái đông máu gần nhất, xem có làm sao không. Và chúng ta thấy đông máu, những dấu hiệu chảy máu trên lâm sàng gì không. Thì cái đấy chúng tôi đã cân nhắc. Và chúng tôi thấy không. Và chúng tôi quyết định cho luôn bệnh nhân thuốc chống đông. Câu hỏi thứ hai, chúng ta cho thuốc chống đông gì? Chống đông gì? Ok, rồi. Như vậy chúng ta nói dưới là cho heparin. Đúng, vì bệnh nhân này có nghi ngờ tắc nghẽn phổi cấp, có sốc, có tụt huyết áp. Và chúng ta cho heparin không phân đoạn. Vì sao? Bệnh nhân sau mổ, chúng ta dùng heparin. Chúng ta, đây là đối tượng mà có nguy cơ chảy máu. Và chúng ta dự tính là bệnh nhân sẽ dùng cái thuốc tiêu xuất nữa, thì có nghĩa là nguy cơ chảy máu còn cao hơn nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta dùng heparin thì chúng ta cắt, ta dừng, hoặc là chúng ta có đối kháng là protamin sulfat thì chúng ta nên dùng heparin. Và chúng tôi có thể rất tự tin dùng cái thuốc này. Và tiếp theo là chúng ta dùng biện pháp nào để tái thông sau khi tôi cho heparin, cho thuốc vận mạch, cho bệnh nhân đặt ống nội quản thở máy, bệnh nhân huyết áp lên được 75, tôi cho bệnh nhân đi chụp, tôi vẫn cố gắng cho bệnh nhân đi chụp MSCT. Và tại phòng MSCT tôi đã thấy bệnh nhân có huyết khối to đùng, như cái vấn đề đây chúng ta, như đây chúng ta thấy đây. Trong trường hợp này chúng ta làm gì để tái tưới máu phổi cho bệnh nhân nào? Bây giờ đến lúc mà cần phải những anh mà thích can thiệp phải đi giơ tay phát nào, nhanh lên nào, giơ tay. Vì sao anh lựa chọn là phẫu thuật hoặc lấy huyết khối bằng ống thông? Vì sao? Ok. Như vậy là rất là tốt, anh chọn theo đúng cái tinh thần hướng dẫn. Nhưng mà một điều nữa là anh đang làm vạch mai phải không? Chỗ đấy có mổ đâu? Đấy. Ok. Được, can thiệp được. Như vậy là chúng ta thấy là anh đã lựa chọn cái biện pháp tái thông mạch phổi là đúng rồi. Đầu tiên là phải tái thông. Thì nhưng mà không thấy chỗ nào anh nói đến dùng thuốc tiêu xuyết. Để xem lại ca này chúng tôi làm gì. Thì bệnh nhân này chúng tôi dùng cái máy vận mạch, dùng heparin, và chúng tôi quyết định thuốc tiêu xuyết cho bệnh nhân. Vì lúc đó phong trào tại năm 2008 mà. Năm 2000 là không, 2010
mười mấy đó, như 2012, tháng 8 năm 2012, nó lỗ phong trào và lấy hết khối nó cũng chưa cao, phẫu thuật thì chưa có bên đó, và di chuyển bệnh nhân là chết, thì chúng tôi quyết định là tiêu sự huyết chỗ nhân. Đã biết là bệnh nhân vừa phẫu thuật trong vòng 4 ngày. Tại sao chúng tôi như thế? Bởi vì chúng thấy rằng là bệnh nhân phẫu thuật mà được một bác sĩ rất cứng, một có mỗi cái việc là cắt túi mật thôi. Đó là một cái bác sĩ mà chúng ta, một phẫu thuật viên mà cứ mân mê trong đấy mãi và ngoáy chỗ này tí, ngoáy chỗ kia, cái chạm này tí, chạm kia tí, thì chúng ta biết cái phẫu thuật viên đó mà dùng thì rất là nguy cơ. Ở đây là một giáo sư về phẫu thuật viên rất cứng luôn, anh ấy mổ hàng hàng nghìn ca cắt túi mật nội soi như này và mổ rất bình thường luôn, thì trong trường hợp ấy hoàn toàn, và chúng tôi siêu âm thì không thấy có vấn đề máu me trong bụng, và chúng tôi tiểu cầu bình thường, đông máu trong trạng thái rất bình thường. Tôi quyết định dùng thuốc tiêu xuyết liều thấp cho bệnh nhân, và chúng tôi dùng tiêu xuyết liều thấp 0,6 mg truyền trong vòng 15 phút, kg cân nặng truyền vòng 15 phút. Thì khi truyền vài phút, 2-3 phút sau thì bệnh nhân đã có huyết áp trở lại, mạch đã giảm xuống, huyết áp tăng lên, SpO2 tốt hơn, và chúng tôi dấu hiệu trên siêu âm tim cũng tốt hơn, và đặc biệt là chúng tôi siêu âm không thấy chảy máu ở quanh túi mật, không chảy máu trong bụng, bệnh nhân không rượu, mất máu. Và bệnh nhân được 8 ngày sau thì bệnh nhân chụp lại không thấy huyết khối to to như lần trước nữa. So sánh bên này à, và bệnh nhân ra viện. Ok. Đấy. Thứ hai, câu hỏi thứ hai, tiêu sự huyết có dùng trên phụ nữ có thai không? Đây là một thứ đặc biệt tôi tự nhiên tôi bịa ra đấy. Vì tôi thấy, vì tôi xin kể một ca lâm sàng như sau. Bệnh nhân nữ 26 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, thai lần đầu tuần thứ 12. 2 ngày trước vào viện, bệnh nhân có bị đau ngực nhẹ và không có khó thở. Vào khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh lúc tối, thì lúc vào viện trong tình trạng mạch 110 lần phút, bệnh nhân này không có sốt, huyết áp thì có vẻ vẫn bình thường, nhịp thở thì cũng thấy bình, không phải chu kỳ, nhịp thở bình thường, SpO2 vẫn bình thường, mọi thứ thấy bình thường như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm sau, bệnh nhân đau ngực hơn. Điện tim lúc vào là như thế này. Chúng ta như các nhà lâm sàng tim mạch nhìn thấy điện tim ban đầu có vẻ cũng bình thường thôi. Bình thường thôi, mình thấy cũng bình thường thôi. Duy chúng ta thấy là T đã âm ở cái V1. Nhưng mà sau đấy, ngày hôm sau bệnh nhân trở nên xấu hơn, đó là bệnh nhân đau ngực nhiều hơn, nhịp tim nhanh hơn, huyết áp đã chơi với, và điện tim làm lại thế thế này. Chúng ta sẽ thấy ở D3, chúng ta thấy sẽ T số đến âm ở D3 rồi, và T âm ở V1 vẫn giữ nguyên, nhưng xuất hiện thêm ở V2 và V3 T âm. Bệnh nhân này thì chúng tôi, các anh chị ở bệnh viện tuyến dưới cũng nghĩ rằng là bị tắc phổi, thế gọi cho tôi rồi, anh chị có siêu âm tim không? Anh chị bảo không có siêu âm tim ạ. À, thế có CT không? Phải có. À, nhưng trong trường hợp này là 12 tuần, câu chuyện là cũng kinh, nhưng mà người ta nói, tôi đọc lại lý thuyết khi trong viết trong luận án rằng khi chụp CT một lần nó như bằng một lần chụp X quang mà thôi, rất là nhanh, cái lượng ăn tia rất thấp. Tất nhiên người ta không bao giờ mang ra bệnh nhân cái nhóm này để thử thử nghiệm chụp xem có làm sao không. Nhưng mà đây là cân nhắc giữa sống và chết. À, tôi đã nói là có siêu tim không, lại không có, không có biết làm gì bây giờ. Thì các bạn thôi mặc áo chì vào bụng và đi chụp. Chụp thấy có huyết khối không? Hai bên ạ. Huyết khối hai bên chúng ta thấy. Trong trường hợp này bệnh nhân được xếp vào mức độ nào? Thì những câu hỏi đó chúng ta cần cái thâm lâm sàng về sau. Bệnh nhân có nhịp tim 90 lần phút, huyết áp như này, thở này, hồi đó cũng không tính điểm Percy cả, khi máu như này. À sau, xin lỗi, sau, xin lỗi. Tôi bỏ mất cái, à, đây là bầu, còn lại bỏ mất một cái ngày nữa rồi. Bỏ cái lúc mà nó nặng lên thì bệnh nhân huyết áp đã có thấp hơn rồi, thấp hơn 90. Và cái này chúng tôi đã quyết định cho bệnh nhân thuốc tiêu sự huyết. Thuốc tiêu sự huyết liều 0,6 mg khi ông cân nặng. Tại sao chúng ta cho được? Vì
Trên lâm sàng thì bệnh nhân đã có những dấu hiệu của chuyển sang giai đoạn sốc. Thứ hai là bệnh nhân này thai cũng 12 tuần rồi. Các xét nghiệm để đông máu, tiểu cầu thấy cũng bình thường. Và tôi có một cái kinh nghiệm nữa là kinh nghiệm rất là lâu rồi, từ năm 2005 cơ. Khi đó tôi học ở Pháp thì có một bệnh nhân thai 35 tuần. 35 tuần thì đi bay một chuyến dài sau đến bệnh tắc nghẽn phổi. Và tôi đi với một bác sĩ chính, mình là giống kiểu làm việc giống nội trú. Thì hai anh em đẩy mầm mầm bệnh nhân đi làm cái gọi là đồng vị phóng xạ, VQ scan. Thì đã nghĩ nhiều đến tắc nghẽn phổi và về cho thuốc tiểu xuyên luôn. Mà thai tháng thứ 8 rồi, và sau đấy cả mẹ cả con đều khỏe tốt. Thì mình chả có cách nào khác, đẩy bệnh nhân đi mổ cũng không được. Tôi quyết định cho thuốc tiểu xuyên cho bệnh nhân và cũng với liều thấp mà thôi. Thì sau 15 phút bệnh nhân mọi thứ ổn hơn rất nhiều. Bệnh nhân thoát sốc và tiếp tục dùng heparin truyền tĩnh mạch. Sau đó kiểm tra mọi thứ thì thai vẫn phát triển bình thường và không có dấu hiệu chảy máu gì cả. Sau đủ vài tháng bệnh nhân đẻ bình thường. Chúng tôi cho dùng Lovenox đến tận lúc bệnh nhân đẻ, sau đẻ dùng tiếp một tháng nữa. Và vừa rồi bệnh nhân lại tư vấn lại để có thai lần hai. Bây giờ chắc ơi tự tiêm ở nhà, tự tiêm lưu đốc nhà và sắp sinh đứa thứ hai rồi, bình thường. Bệnh nhân này có protein S 40%, nó hơi thấp hơn. Vậy chúng ta thấy trên một cái bệnh nhân đối tượng nó hiếm hiếm như này và bác sĩ tim mạch là sẽ gặp chứ không phải là ít. Và đó tôi chỉ nói đến ca lâm sàng như này để chúng ta có thể tham khảo thêm. Còn đến bây giờ tìm cũng không thấy một dữ liệu nào trên toàn thế giới dùng thuốc tiểu xuyên cho bệnh nhân có thai cả, có trong rất ít. Tiêu sự huyết có đáng sợ, đáng sợ với bệnh nhân hồi sức sau mổ không? Chúng ta nhìn thấy một ca rồi, chúng ta thêm một ca nữa, ca này xem có kinh hoàng hơn không, có đáng sợ không không, hay là chúng ta bây giờ chúng có nhiều lựa chọn nữa khác. Bệnh nhân nữ 48 tuổi và vào viện tận 2015 cơ, sau mổ sư tử cung cắt tử cung bán phần đáy năm, không dùng thuốc chống đông dự phòng, khó thở đột ngột. Không dùng chống đông dự phòng là một chuyện phổ biến, bây giờ có khá hơn nhưng mà không phải tất cả. Khó thở đột ngột, nhanh chóng ngừng tuần hoàn. Sau 10 phút cấp cứu tuần hoàn tái lập, đã nội quản dùng thuốc chuyển mạch mai. Lúc chuyển đến dùng hai vận mạch, pH vẫn thấp, vô niệu, suy thận. Troponin T tăng, probin P tăng, procalcitonin cũng tăng. Điểm gì cũng cao cả. Và bệnh nhân đã được dùng, nghĩ đến có vấn đề gì đó chăng? Các bác sĩ ở bệnh mai đã cho hai bơm Lovenox ngày. Lọc máu CVS. Bệnh nhân được làm siêu âm điện tim đấy, chúng ta thấy cũng có T âm, S1, Q3, T3. Và trên con phổi thì thấy phổi bên phải nó sáng. Động mạch phổi có tắc động mạch phổi cả hai bên, bên này thân nhánh bên phải và bên này một số cái phân thùy. Trong trường hợp này bệnh nhân có được chỉ định tái tiêm máu phổi, có bệnh nhân có sốc, bệnh nhân có đúng chỉ định tái tiêm máu phổi. Như vậy chúng ta chọn cách nào? Chúng ta nên chọn tiêu xuyên huyết không? Có nên chọn không? Có. Bệnh nhân bị sốc, riêng chuyện sốc là vì tắc nghẽn phổi đã quá đủ rồi, chưa nói đến chuyện những chuyện phía dưới nữa. Nhưng bệnh nhân có chống chỉ định tiêu xuyên huyết? Có. Đây sau mổ ngày thứ 10, bệnh nhân có catheter tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong, bệnh nhân có đông máu như này, PT 42%, ABTT bệnh chứng 2.2, tiểu cầu 95 gigalit, toàn những thứ kinh khủng. Và tất nhiên trong cái giai đoạn, trong bối cảnh mà phong trào lấy huyết khối chưa cao và phẫu thuật thì không có, thì chúng tôi cũng phải hồi sức cho bệnh nhân. Chúng tôi truyền khối tiểu cầu và plasma tươi để gây tăng đông trở lại. Đang dùng heparin mà đồng thời truyền cả cái này, tăng đông trở lại tạm thời. Và sau đó chúng ta cho bệnh nhân tiêu xuyên huyết. Sau tiêu xuyên huyết,
2 giờ, huyết động cải thiện, giảm nhịp tim, cắt alin, không chảy máu, nước tiểu bắt đầu có trở lại. Và bệnh nhân ra viện sau 11 ngày. Và sau 10 ngày, 18 ngày thì tái khám. Đây là những câu chuyện hoang đường, chúng ta không nên bắt chước. Vì cái này chỉ để biểu diễn cho chúng ta thấy rằng là trong những tình huống như thế, dù hướng ngàn cân treo sợi tóc kiểu như thế, chúng ta đã có những cái cách chúng ta thay đổi tí, nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn những cách khác. Nếu bệnh nhân bây giờ là chúng tôi sẽ có những cách khác. Ok. Đấy là thông qua ca lâm sàng như thế. Thế bây giờ chúng ta có thể can thiệp lấy huyết khối được không? Đến lúc mà chúng ta can thiệp rồi thì chúng ta phải nghĩ đến việc này. Thì tôi lại có một ca lâm sàng khác, thử xem. Nữ 82 tuổi, vào viện vì khó thở xương chân, diễn biến tai nạn giao thông 6 ngày vào bệnh viện tỉnh, chụp thấy máu tụ trong não, gãy xương bàn chân phải, gãy các xương sườn. Bệnh nhân khó thở chuyển đến bệnh viện. Glasgow 12 điểm, nhịp tim thì nhanh, nhịp thở cũng nhanh. Và huyết áp dấu hiệu tụt đi, chân trái thì sưng, và khả năng là nguyên nhân tắc nghẽn phổi rất là cao. Chúng ta làm điện tim thấy S1 Q3 T3 T âm, T đẳng điện ở V1 âm, V2, V3, và cũng rất là toan máu. Bromby cũng tăng, troponin T cũng tăng. Bệnh nhân có một cái hình ảnh hâm ở vùng bên phổi bên phải. Bệnh nhân đang được đặt ống nội quản hơi sâu, bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh nhân được chụp huyết khối to đùng, vắt vẻo ở thân trung. Đấy, ở thân trung. Đấy. Bệnh nhân này có nên tái tưới máu phổi không? Có, bị tụt huyết áp sốc rồi. Bệnh nhân này có nên dùng tiêu suy huyết không? Không, cũng không. Vì sao? Đây này, ca như lúc nãy chúng tôi còn liều, chứ ca mà đã chấm chấm có hoa ở trên não này rồi ấy mà, anh mà dùng thì thôi, không còn đường trở về. Chảy máu chỗ nào được, chảy máu não là sợ kinh kinh khủng nhất đấy. Thì đây, chúng ta thấy máu tụ trong não, cái này cho kẹo cũng không làm gì cả. Thế thì tôi buộc phải nghĩ đến chuyện lấy huyết khối. Thì đây ạ, xong nó tạo một cái lỗ, thì máu đây đã đi qua được. Máu đi qua được, nó sẽ vỡ ra, nó tạo huyết khối trôi vùng xa hơn. Trôi vùng xa hơn, nhưng nó đã tạo được một dòng chảy. Và chỉ sau 10 phút chiêu tia, anh lấy được cái cục huyết khối như thế này. Thì đây là tôi phóng đại ra đấy, còn thực ra nó cũng bằng cái đầu hơn đầu cái tăm tí. Thì đã thấy có huyết khối, huyết động trở lại, nhịp tim giảm xuống, huyết áp có lên. Và theo cái khuyến cáo của người ta thì anh đừng cố gắng để là cho nó tối ưu, anh cứ thấy huyết khối hút bằng được, hút thật hết. Nó không phải là những trường hợp khác, mà đây là tắc nghẽn phổi chứ tạo dòng chảy là được. Anh hút hết, anh loay hoay khi anh châm vào thành động mạch, rồi làm, vì động mạch phổi nó mỏng manh hơn, nó dễ bị rách hơn, nó không như động mạch khác và gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì người ta nói là nên hạn chế và không nên làm tổn thương hơn động mạch phổi, chỉ như thế thôi, như thế là đủ rồi. Bệnh nhân về cho tôi sau 10 phút chiêu tia, tiếp tục dùng heparin. Mặc dù cái đông máu nguy cơ chảy máu thì chúng tôi dùng heparin cái liều thấp để duy trì APTT bệnh chứng từ 1,5 đến 2,3. Trong trường hợp này tôi hay giữ dưới 2,0. Và sau 10 ngày bệnh nhân cũng ra viện và dùng thuốc chống độc. Đấy, câu chuyện cũng chẳng có gì thần kỳ, cũng nói rằng chúng ta có một cái công cụ rất hay, chỉ cần tạo khơi thông dòng chảy thôi, còn đừng có cố gắng lấy nhiều huyết khối. Thế thì lấy huyết khối qua ATT đã được khuyến cáo của hội tim mạch của trường hội lồng ngực Mỹ năm 2012 cũng như 2016. Đây nó khẳng định lại một lần nữa, ở những bệnh nhân tắc động mạch phổi mà có tụt huyết áp, hoặc những bệnh nhân mà có nguy cơ tử vong chảy máu cao, hoặc là thất bại với tiêu sợi huyết, hoặc là sốc mà nguyên nhân sốc mà có khả năng gây sốc trước khi mà chúng ta thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng, và nếu mà những có một chuyên gia phù hợp giỏi và có nguồn lực, tức là những cái nơi mà có cả kinh nghiệm và về máy móc và những con người,
thì có thể dùng cái biện pháp lấy huyết khối, hút huyết khối qua catheter hơn là anh không làm cái gì, hơn là anh không làm cái gì đó. Ở những cái bệnh nhân mà tắc động phổi cấp mà được điều trị bằng thuốc tiêu xuất huyết, chúng tôi khuyên là nên dùng thuốc tiêu xuất huyết đường toàn thân có sử dụng có catheter hơn là cái việc anh dùng thuốc tiêu xuất huyết tại chỗ. Tiêu tại chỗ là người ta đưa catheter lên động mạch phổi xong rồi dùng. Thì có một cái loại catheter ở đây, catheter ECOS. Lại đây chúng ta sẽ thấy người ta đặt catheter lên trên động mạch phổi. Mỗi bên động mạch phổi bên nào tắc thì đặt bên đó. Tắc thì đặt. Và ở các mắt này người ta sẽ có nơi đường đi của đường đi ra của thuốc tiêu xuất huyết, dùng 1 mg một bên phổi 1 giờ, 1 mg tiêu xuất huyết ATPA một bên phổi 1 giờ, truyền như thế trong vòng 12 giờ. Và song song đấy là những cái đầu này có cái mắt siêu âm, nó siêu âm đánh tan huyết khối ra cộng với tiểu xuyên, nhưng mà cái giá thành nó kinh hồn luôn. Cái hôm tôi chúng tôi ở viện, ở bệnh viện Đa khoa Hà Nội đang có một ca demo, nhưng chúng ta đang chọn bệnh nhân nào mà không có điều kiện hay cái gì đó để cho bệnh nhân, vì cái dụng cụ được 100 triệu. Và tôi hỏi mỗi hôm hỏi thì chỉ có được một bên thôi, người ta chỉ cho chúng tôi một catheter thôi. Còn catheter hỏi thế cái bệnh nhân hai bên làm sao, à, thì phải thêm một catheter nữa và truyền như thế, đặt giữ thế truyền. Và với những cái gì tiêu xuất huyết làm được mà những gì mà chúng ta đã thấy với liều thấp thì có lẽ chúng tôi cũng khó mà kiên nhẫn mà chờ đợi với việc catheter này lắm. Và chúng ta đang kiên nhẫn chịu tìm những bệnh nhân nào mà thực sự chống chỉ định. Một số dụng cụ khác đó là cái hút catheter với cái angiovac, chỉ hút thôi, vacom đấy, vac hút với cái catheter rất là to. Thì cái nguy là nhược điểm là nó có thể gây chảy máu tại chỗ hút, tại chỗ cái đường vào, cái sít của chỗ 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 tĩnh mạch đùi. Và một hệ thống flow chiver thì nó cũng như thế, cái ống thông rất là to. Rồi penumbra cũng giống trong như là có dù hút cũng cũng được sử dụng. Và đang chờ một cái nghiên cứu là can thiệp kết hợp với tiêu xuất huyết bằng cái catheter như tôi vừa nói, và người ta sẽ có câu trả lời trong thời gian tới. Việc dùng kháng thuốc kháng viêm ca đường uống hay là dùng đô ếch thì tiện hơn, thì chúng ta sẽ có một ca lâm sàng sau. Nam 76 tuổi, vào viện từ 10 năm mấy năm trước rồi, 6 năm trước rồi. Khó thở, tức ngực, xỉu, 8 ngày trước vào viện, khó thở khi leo cầu thang. À, đi khám ở bệnh viện, chụp CT động mạch phổi, thấy tắc động mạch phổi chuyển đến chỗ bệnh viện tôi. Bệnh nhân có huyết áp bình thường, còn thậm chí cái hơi tăng tăng, nhưng nhịp tim thì nhanh, SpO2 lại thấp và không có dấu hiệu khối tĩnh mạch xấu chi dưới. Troponin T thì thấp, VOMP thì cao, siêu âm thì có hơi tăng áp phổi tí, không có móc neo. Cái này mà phân loại độ phân tầng nguy cơ tử vong thì mức độ gì nhỉ? Trung bình thấp, ok, vì nó không đầy đủ lắm nhỉ. Trung bình thấp. Chúng tôi quyết định cho thở oxy thôi, cho truyền tĩnh mạch, vì vì lúc đấy đang còn nghi ngờ một câu chuyện gì đó mà có thể dùng heparin để mà dần làm tiếp theo. Thì, nhưng sau đó bệnh nhân ổn thì chúng tôi không dùng nữa, và chúng tôi cho phối hợp luôn xanh trôm với cái liều như này, nhừ nhừ như này. Và sau 1 tuần thì bệnh nhân tỉnh, hết khó thở, tình trạng huyết động mọi thứ ổn định, chụp lại CT vẫn còn huyết khối. Nhưng sau 1 tháng kiểm tra lại thì thấy INR7 với xanh trôm 1/8 viên. Thì câu chuyện lần này chúng tôi cũng hồi đó cũng tìm nhưng không không thấy hiểu sao không thấy khai cho tôi là một cái thuốc gọi Omega. Omega mà các bác sĩ tim mạch hay cho đúng không? Omega, Omega 3 gì đó. Thế thì ông này ông dùng Omega, Omega 3 thì cho đến lần lần nữa sau này tôi mới hồi cứu lại là cái đấy. Vì khi mà tôi có người nhà cũng dùng Omega 3 mà khi cho bệnh nhân xanh trôm INR nào ông tướng này mà dùng đều rất thấp. Thế thì chúng tôi quyết định cho bệnh nhân chuyển sang một thuốc mới Saranto, và sau 3 tháng chụp lại thấy hết huyết khối, không còn huyết khối gì nữa. Thế anh chị hiểu rằng là cớ gì cứ phải là tiêu xuất huyết, cớ gì phải lấy huyết khối đúng không ạ? Bản thân cơ thể nó đã kỳ diệu như thế rồi, chỗ nào mà không cần cái gì cản đường là nó tự nó tiêu hết.
thuốc chống đông chỉ giúp cho nó không hình thành thêm, còn bản thân nó tự tiêu. Cho nên đừng gì có phải cứ tò mò, cứ phải thấy chúng ta có cái ám cái gì ám thị trong đầu, các bác sĩ cứ hay trò thế, cứ thấy nhìn này khó chịu cũng muốn phải lấy với ra cũng được, nó cứ trò như thế. Các bác sĩ, nhiều bác sĩ tò mò là hay như thế lắm, và đặc biệt với bác sĩ trẻ tức là hay hay kiểu làm tối ưu, cứ đòi là lấy vào ra bằng được. Nhưng đời đâu cần như thế đâu, chúng ta mà làm được như thế thì có mà làm hết mọi chuyện, đa số là cơ thể nó tự khỏi và tự điều chỉnh hệ bạch cầu và nó tự tiêu diệt nhiễm cục và huyết đông huyết khối, như thế là tự tiêu 3 tháng tự tiêu hết. Câu chuyện tiếp theo là dùng đến bao giờ, anh dùng đúng đúng bao giờ. Đây thì các bác sĩ chúng ta thì cũng dễ hiểu rằng, nhưng mà chúng ta nói một ca lâm sàng liên quan. Nam 27 tuổi vào viện vì khó thở tức ngực và mồ hôi, 20 ngày trước ngã và đau gót chân, hạn chế đi lại, và mấy ngày trước vào viện thì sưng đau chân và vào bệnh viện tỉnh để chuẩn bị mổ hộ. Thì chuyển đến chỗ chúng tôi cũng nằm trên khoa ngoại chuẩn bị mổ hộ, thì đi ra ngoài toilet bị ngất rồi gọi. Thì hồi đó tôi được gọi điện thoại đã nghĩ đến tác động phổi rồi, bởi vì sao, ăn ngủ với động mạch phổi, cho nên là tức là nghĩ đến ngay, nghĩ thôi, nghĩ bởi vì thích chứ không phải nghĩ bởi vì có cái gì khách quan ghê gớm cả, nghĩ vì thích. Cứ giống như tiệm OL thế, ta nghĩ thích ta cho đấy, làm gì nhau. Thế là bệnh nhân chuyển xuống này, chụp lên tác động phổi thật đây bên khối hai bên đó. Thế bây giờ chúng tôi làm thấy có giãn thất phải và tăng các thông số rồi, chúng tôi là nguy cơ tử vong trung bình cao, và chúng tôi cũng dùng heparin, chúng tôi cho Anthemra, bệnh nhân hết ngay các triệu chứng luôn, đang thổn thức, đã xanh nhợt đi rồi nọ kia, các triệu chứng kiểu như kiểu mà collapse đến nơi rồi, thì bệnh nhân hết ngay. Bệnh nhân được dùng Salento 2 lần một ngày, tất chun, bệnh nhân cứ thế thôi, cứ dùng mãi, dùng cho đến khi nào. Thì dùng đến khi nào là câu chuyện mà ta sẽ có phần lý thuyết soi sáng, rồi dùng đến khi nào, dùng đến khi nào và cân nhắc về nguy cơ chảy máu và huyết khối. Thế người ta khuyến cáo là ít nhất phải dùng 3 tháng, ít nhất phải dùng 3 tháng cho tất cả các bệnh nhân. Thì cái bệnh nhân của chúng tôi nó có điều kiện đặc biệt là anh này anh làm 24 tuổi, anh làm antithrombin 3 có 10% thôi, 10%. Và câu chuyện cũng vô cùng tình cờ và bất ngờ là trong quá trình anh đang nằm viện thì ông em họ của anh ấy chạy vào khoa vì thăm thằng anh đau đầu quá mà tìm mọi nguyên nhân không có. Chúng tôi cho chụp huyết khối tĩnh mạch não thì có tắc, tắc tĩnh mạch não. Và cậu này cũng có giảm bằng antithrombin 3 và protein S nữa. Và hồi cứu lại thì ông cậu ruột của hai cái cậu này, thứ hai cậu này cùng gọi là dì, con dì con già, ông cậu ruột chết trước đó 10 năm ở bệnh viện 103 vì huyết khối tĩnh mạch sâu, cộng với sau đó một đợt nữa là bị chướng bụng mà chết đó. Và kể tiếp cái câu chuyện liên quan gia đình thì sau đó ông nội ông ngoại của hai cậu này là đến bệnh viện, sau khi bị đau bụng một tuần nằm trên bệnh viện tỉnh thì gọi cho tôi, thì gia đình đưa xuống, tôi bảo đưa xuống đây ngay, có khả năng ông bị tắc tĩnh mạch hoặc là tắc tĩnh mạch mạc treo, xuống nơi y rằng tắc tĩnh mạch mạc treo bụng. Và điều trị một thời gian sau ông vẫn chết. Còn có một bà sống là em gái của ông này, thì đi em gái cụ này thì có huyết khối tĩnh mạch sâu, thì chúng tôi phát hiện được thì cho chữa sống. Thì chúng tôi đang lưu máu cho tất cả tại một cái nơi rất bí mật để làm một cái nghiên cứu. Xin một cao học, một nội chú nào đấy có muốn làm đề tài về cái này thì sẽ làm cùng với chúng ta làm gen. Tôi đã lấy máu được cả những người đã chết rồi, được chưa? Trước khi ông chết đã lưu được máu. À. Thế thì cậu này ăn thứ ba, vì tôi đi trao đổi với các thầy, các chuyên gia quốc tế, thì ngoài khi mà anh giảm ăn thứ ba thì nguy cơ tái phát cực kỳ cao, tái phát cực kỳ cao. Và tôi khuyến cáo bệnh nhân là nên dùng, vì bây giờ anh dùng thuốc Salento này, thuốc rivaroxaban này rất là tiện, chả phải kiêng khem gì cả, cứ ngày một viên thì lúc ăn thì uống phát xong. Và thế anh dùng được 2 năm thì đòi cưới vợ. Thế người nhà vợ ông bà bảo bây giờ có mỗi thằng con độc nhất đây này, mà bây giờ dùng thuốc mới này thì không biết là có ảnh hưởng gì chuyện sinh nở hay không. Thì bây giờ thì bác sĩ thầm cắt thử đi, để xem cháu nó có con phát xong lại cho lại. Thế rồi thôi, rồi tôi cũng chưa nghe có chuyện đấy bao giờ.
Nhưng mà nếu gia đình đặt cái vấn đề đó lên trên thì chúng ta sẽ chuyển sang aspirin, vì aspirin dùng trăm năm nay rồi, không ai nghi ghi nhận chuyện đấy. Chuyển sang aspirin. Chuyển sang aspirin mới được 2 tuần thì ông kêu sưng chân. Kêu sưng chân ông xuống lại huyết khối to oanh lên. Lại phải dùng lại. Nhưng đồng thời vợ ông đi cùng và thử mày có thai chưa? Mày có thai 2 tháng rồi. Ồ. Những câu chuyện mà hai nó mới dừng được 2 tuần mà đã có tận có thai 2 tháng rồi. Thì cái việc dừng nó chả có nghĩa gì cả. Bây giờ tất nhiên cháu nó 3 tuổi rồi và bố nó thì tiếp tục dùng, bố nó tiếp tục dùng thuốc, nhưng mà khuyến cáo của nhà khuyến cáo là dùng 20 mg, trong khi là tôi thấy dùng thời gian thấy viêm men gan của nó tăng đến 70-80. Thế thì loay hoay thì phải thôi, bây giờ ông này thì làm nào, ông cũng cứ uống rượu, mày phải dừng rượu tuyệt đối, xong ông ấy dùng không một giờ rượu nào nữa. Thế mà sau 2 tháng sau tôi kiểm tra lại men gan vẫn 70-80 như thường. Thế rồi tôi giảm xuống 15 mg thì ổn, 3-4 năm nay không thấy huyết khối mà cũng không thấy tăng men gan nữa. À, cứ dùng đều vậy. Còn mỗi cái thằng em mà bị huyết khối tinh mạch não thì không, nhà không có điều kiện, vẫn dùng xanh trôm. Cứ ý ới suốt. Hôm nay em làm nào đó còn có 1,3 rồi em vẫn dùng thế rồi. Mai lại phải, ôi anh ơi lại lên đến 4 rồi. Thế mày có điều kiện mày? Em thì thôi em vẫn dùng cái này được, ý hỏi đấy, thế là nó biết rồi, vì phải dùng 40.000 ngày thì nó cũng hơi hơi choáng thôi, rồi đợi nó giàu lên mình tính. Và đây là cái câu chuyện, cái bảng này chúng ta thấy là thời gian duy trì chống đông thế nào, nó dựa vào cái yếu tố khởi phát. Nếu như bệnh nhân mà có yếu tố khởi phát, người ta biết được do yếu tố khởi phát với sau mổ cho bạn hoặc là có thai, thì đối với nhân sau mổ thì người ta bảo sau 3 tháng là được. Đối với nhân có thai thì ít nhất 3 tháng và kể cả cái thời gian mà sau đẻ đấy, 6 tuần. Ít nhất 3 tháng, nhưng mà sau đẻ, đẻ xong vẫn là phải 6 tuần sau vẫn dùng. Còn đối với nhân ung thư mà, ung thư bao giờ nó chữa khỏi? Ung thư mà trong giai đoạn cuối hay là người ta dùng đến lúc cuối đời thôi thì đảm bảo sẽ không chết vì huyết khối, chết vì thứ khác thôi. Còn nếu bệnh nhân mà không yếu tố rõ yếu tố khởi phát thì căn cứ vào nguy cơ chảy máu thấp hay nguy cơ chảy máu cao. Nếu mà nguy cơ chảy máu cao thì thôi xin cháu cho 3 tháng thôi rồi tính tiếp. Còn nếu mà nguy cơ chảy máu thấp thì cứ thoải mái đi. Ví dụ cái chàng thanh niên kia nguy cơ chảy máu rất thấp, cứ thoải mái dùng suốt. Mà đặc biệt là cái nhóm mà đã từng tái phát rồi ấy, thì người ta khuyến cáo là dùng suốt suốt suốt. Đã dừng phát, đã tái phát thì dùng suốt đời cho nhẹ người. Một số kỹ thuật khác, ECMO. ECMO là thứ gì thần sầu bây giờ, tức là nó thay cho cả tim và phổi. Đến lúc mà có cái máy nào đó bác sĩ có khi là không cần dùng tim và phổi nữa. Thì đây là cái máy ECMO, với mỗi tội bây giờ nó hơi đắt, mỗi tội hơi bây giờ dây nhựa hay lủng củng. Sau này có loại ECMO mà không dây, tức là không cần nối gì, gắn được bên ngoài không dây. Quả đấy thì có thể là các bác chả cần tim phổi, cứ đi chơi thể thao bình thường giống người không phổi vậy. Thì cái máy bây giờ là nó được hỗ trợ tim, hỗ trợ phổi, và đối với nhân tắc nghẽn phổi ngừng tuần hoàn, có nguyên nhân tắc nghẽn phổi chỉ định số 1 luôn, và nếu có được thì chúng ta cứ dùng. Và cứ có một cái ca trong Đà Nẵng, có 2 ca Đà Nẵng, 2 ca nhá, Hà Đà Nẵng 2 ca đấy, 2 ca đầu tiên của Việt Nam luôn đó, và sống 1 ca chết 1 ca nhá. Đấy là cái này tốt. Mà ECMO này dùng máy xong lại đưa vào đi chụp được, đưa đi chụp được, thế mới hay. Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới là một câu chuyện cũng có liên quan một tẹo đối với bác sĩ can thiệp. Thì thường là đây người ta chỉ định rất rõ ràng ở những bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sau tắc nghẽn phổi mà có điều trị với thuốc chống đông, thì chúng tôi khuyến cáo là không được dùng, không có thể điều trị được bằng thuốc chống đông thì điều trị thôi, cớ sao lại cứ phải dùng đặt filter làm gì. Và filter chỉ còn đặt cho những bệnh nhân mà những bệnh nhân có chống chỉ định dùng chống đông, và thứ hai là đang dùng chống đông đúng đủ, đúng cách, đủ liều và đủ cái theo dõi. Ví dụ như là đã là kháng vitamin đường uống thì phải INR, phải theo dõi được từ 2 đến 3, ấy vậy mà vẫn bị tái phát, thì trong trường hợp này người ta chỉ định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới và khuyến cáo nên đặt cái loại mà có thể rút ra được ấy. Thì mới đây thì bên bệnh viện Đông y chúng tôi là có 2 trường hợp mới đây, cách đây 2-3 tuần thôi. Cụ xuất huyết não nằm ở nhà xong rồi đến
tác động mạch phổi, thì chúng tôi thấy huyết khối tĩnh mạch sâu, và trong trường hợp đấy chúng tôi không thể dùng chống đông cách mạo hiểm được, thì chúng tôi cho bệnh nhân đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. Bệnh nhân 78 tuổi rồi thì tôi có bàn với các anh bên tim mạch là nên đặt cái loại, hỏi các anh là nên đặt loại rút ra tạm thời, thời gian sau 3 tháng sau rút ra cho ông hay là đặt luôn. Thì các bác sĩ nói thôi ông còn sống được mấy nữa, đặt luôn phát đỡ phải rút ra. Thế anh đặt cái loại đặt luôn phát rút luôn. Và đây có gì mới thì đây, đây hôm nay là vì đông người đi tôi mới nói cái này. Tức là mới đây 2019 ngày hôm kia người ta gửi cho tôi một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu HOTPI, là Home Treatment of Pulmonary Embolism, họ viết tắt là trial viết tắt là HOTPI. Đây là một nghiên cứu tiến cứu một nhánh pha 4 đa trung tâm đa quốc gia ở châu Âu. Tất cả các bệnh nhân được xác định là chẩn đoán tắc mạch phổi nguy cơ thấp, không không chết, không khả năng chết không cao ấy, thì người ta làm đầy đủ các loại lâm sàng, khám lâm sàng, làm cả siêu âm tim, siêu âm tĩnh mạch sâu chi dưới, và người ta liều cho rivaroxaban liều đầu tiên 15 mg 2 viên một ngày trong vòng 3 tuần, sau đó người ta chuyển sang 20 mg trong vòng một ngày thôi, và ít nhất là 3 tháng. Đối với nhận và các tiêu chí chính của nghiên cứu là xem có tái phát không hoặc là có tử vong không do tác động phổi không, và những tiêu chí phụ thì có thể là do xuất huyết hoặc là chất lượng sống và hài lòng với mức độ sử dụng. Thì chọn bệnh nhân là như thế, và loại trừ tất cả những bệnh nhân mà có liên quan đến câu chuyện mà không đánh giá được hoặc có nguy cơ chống chỉ định. Thì các thông số của bệnh nhân trong cái nghiên cứu thì thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân trung vị là 34 giờ. Thời gian điều trị đấy. Chúng ta nên nhớ là đây là toàn những bệnh nhân nhẹ nhá. Những bệnh nhân mà nguy cơ tử vong thấp đấy. Có ít hơn hoặc bằng 2 đêm trong viện 96% bệnh nhân, ít hơn hoặc bằng thôi, ít hơn hoặc bằng. 96 bệnh nhân là nằm 2 ngày xong về mất rồi. Kéo dài thời gian trong viện do tác dụng ngoại ý có 11 bệnh nhân. Và khởi đầu ok rồi tất cả đều chuẩn rồi, và kết quả rằng bệnh nhân tắc khối tĩnh mạch tái phát hoặc tử vong thì có 3 bệnh nhân trên 525 chiếm tỷ lệ 0,6%, rất thấp. Tái phát tác động phổi 0,6%, tái phát huyết khối tĩnh mạch sâu không trường hợp nào, tử vong do tác động phổi không trường hợp nào. Về tiêu chí an toàn thì xuất huyết nặng theo cái hội huyết học thế giới thì là 1,2%, và xuất huyết liên quan đến lâm sàng 6%, và ít nhất một biến cố ngoại y lớn 11,2% biến cố ngoại y lớn. Và kết luận nghiên cứu HOPPY cho thấy chiến lược xuất viện sớm và điều trị ngoại trú đối với rivaroxaban là khả thi, hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, tác động phổi cấp, nguy cơ thấp. Và đây là một hướng mở ra sự lựa chọn cho bệnh nhân tác động phổi phù hợp để điều trị trên xe cứu thương bằng một thuốc kháng đông ức chế trực tiếp. Đó. Đấy là hướng tiếp theo người ta sẽ làm như thế đấy. Và chúng ta biết rằng để cho bệnh nhân ra khỏi viện là điều mong muốn với rất nhiều các bác sĩ. Ai cũng mong muốn bệnh nhân như thế. Thế để tóm tắt cái bài hôm nay thì tôi xin tóm lại mấy điều chả liên quan gì bài hôm nay cả. Thường là người ta báo tóm tắt xong một cái bài rất dài xong phải tóm tắt lại xem là take home message, nhưng mà tôi tóm tắt chung chung này, đối tác động mạch phổi nghĩ đến mới chẩn đoán được, chẩn đoán xong điều trị thì để đã có phác đồ không lo, cứ dở phác đồ ra đầy trên mạng là bằng tiếng Việt Hà Nội. Và tuy nhiên cần lưu ý cá thể hóa, tức là từng cái trường hợp chúng ta xem cái tắc tích nằm ở đâu, nó có nguy cơ gì không, đừng cứ theo sách vở mãi, thì nếu cứ theo sách vở thì chỉ là những cái người mọt sách và những người mà chỉ áp dụng cho tất cả. Còn đây cần chúng Đức trước mặt chúng ta đó là từng bệnh nhân một, vì không phải trường hợp nào cũng tiêu chảy huyết, rất ít để phải can thiệp. Tắc động phổi cấp thường không phải trường hợp nào cũng tiêu chảy huyết, tức là gì, đa số là bệnh nhân ổn định mà không cần ông phải tái tiêm máu phổi, ông chỉ cần chống đông, chống đông là đủ. Còn nếu mà đã dùng thì là có khi mà có chỉ định, còn không phải trường hợp nào tiêu chảy là như thế, và có rất ít phải can thiệp hoặc là phẫu thuật, bởi vì tiêu chảy huyết được thì nó làm đã được gần hết rồi, còn một số vài trường hợp thôi, vì làm khi anh can thiệp thì bệnh nhân sẽ tốn tiền hơn, bệnh nhân chịu nguy cơ hơn, và
Rõ ràng cái chuyện phẫu thuật mở ngực ra để mà lấy huyết khối gì đó là một câu chuyện mà bác sĩ nội khoa sẽ không làm được, đúng không ạ? Và đây thấy nhiều bác sĩ nội khoa lành nghề hơn là vài bác sĩ phẫu thuật tim, đúng không ạ? Tôi không nói vậy, là ý nói là nhiều bác sĩ nội khoa thạo cái nghề của mình hơn là số lượng bác sĩ phẫu thuật tim thạo nghề của mình, vì có rất ít bác sĩ phẫu thuật tim và ít bệnh viện có thể làm được việc này. Nhưng trường hợp nào cũng dùng thuốc chống đông là điều chắc chắn, cho nên là chúng ta hãy biết sử dụng thuốc chống đông đúng đúng thời điểm, đúng loại thuốc, đúng cách và đúng cho đúng bệnh nhân, đó là đã là xuất sắc rồi. Dùng dài hay ngắn là tùy thuộc vào nguy cơ chảy máu hay là nguy cơ tắc mạch, và thuốc mới giúp bệnh nhân không phải nằm viện lâu. Đó là một số cái thông điệp mà loanh quanh đâu đó trong bài tôi nói nhưng không rõ ràng lắm, anh chị cố gắng rút ra. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của anh chị. Và tôi tìm thấy một cái cờ ở trên mạng, tôi không phải bịa. Hãy chú ý tác động phổi, đừng nghĩ rằng ném bệnh nhân vào tim mạch là xong. Cái này rất vô cùng đúng khi mà tôi làm nghiên cứu luận văn ở Bạch Mai ở khoa cấp cứu. Rất nhiều những đồng nghiệp của tôi vì ngại quá, vì nếu mà nghĩ tác động phổi lại phải gọi thằng Hải là một này, hai là phải giữ bệnh nhân lại lâu thì không giải phóng được bệnh phổi, ôi rồi suy tim cho tim mạch. Thế xong tim mạch và lại các anh biết tôi là mình cứu phải, ô cái này tôi nghi ngờ tác động phổi lắm, gọi vào xem đúng không, thì anh em lại lánh vật ra và từ đấy mà chúng tôi có kinh nghiệm hơn. Và đúng như thế, không phải cứ ném vào tim mạch là xong, bởi vì đối với bệnh nhân mà tác động phổi mà đặc biệt là thể nặng, nó cần một cái sự hỗ trợ nhiều chuyên khoa, gồm cả hồi sức nữa, về có khi là cả cái can thiệp và cả phẫu thuật và những nhà huyết học, rất nhiều chuyên gia có thể mới cứu được một bệnh nhân, thì không đơn thuần chỉ là đưa bệnh nhân vào tim mạch là xong.